K64 đúng không? Đúng rồi. Em thấy lên đại học môn gì khó nhất? Thực ra là em thấy tất cả các môn đều khó, nhưng mà học sinh lớp thì em thấy môn triết học khó nhất. Em thấy những cái môn mà về chính trị Mác Lênin là khó khó khó. Chết. Tại vì là vâng ạ. Tại vì là cái môn đó phải nhớ nhiều. Em có đặt mục tiêu đạt học bổng kỳ này không? Em nghĩ có cách nào có khả năng cao nhất để đạt học bổng trên đại học? Cái này sao tầm mới với em quá. Không muốn nhưng mà lực bất tòng tâm đấy. Em nghĩ gì nếu có một cuốn tài liệu sử tích để em học tập đơn giản hơn? Thực ra là em nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn cho việc học ấy ạ. Bởi vì nếu mà tài liệu dài quá thì mình sẽ gây ra cảm giác nhàm chán rồi không muốn học nữa. Nên là em nghĩ này sẽ giúp em có hứng thú hơn đấy. Học sinh lớp thì em có thể hiểu, nhưng mà lúc đi thi thì em nghĩ là em cần một số tài liệu để mình ôn tập đi ạ. Để tóm tắt lại những cái bản thầy đã cho ghi và xong sách giáo trình, em có thể ôn tập kỹ hơn. Em cảm nhận như thế nào với không khí tại đây? Em thấy vui à, tại vì ở trường em nó cũng không có mấy hoạt động như này, với cả nhiều câu lạc bộ. Em học trường nào? Em học công nghệ Đông Á. Yeah, boy. Em thấy ở đây rất là đông ạ. À. Em khu chân này. Em vừa gần xong 20 điểm rèn rồi ạ. 20 điểm. Tuyệt vời. Cảm xúc của một sinh viên xây dựng khi sang NIF em cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy là nhiều gái xinh, rất nhiều. Nhiều gái xinh và đông. Em cảm xúc của em ra sao? Thực sự thì em cảm thấy rất là vui, nó thể hiện trên ánh mắt của em luôn. Rất là vui luôn, một ngày cực kỳ vui và năng suất của em. Xin chào tất cả mọi người, mình là Khôi, là cộng tác viên của NIF 2022 ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình thực sự rất là vui khi mà biết đến HL. Ở đây có một gian hàng siêu to ở ngay bên cạnh trên lối vào ở sân khấu ngày hôm nay luôn. Với những cuốn sổ hồng mà rất là thân thuộc với các bạn sinh viên. Và thực sự thì là mình cảm thấy là rất là cần những cái quyển sổ như này để giúp mình ôn tập và đạt điểm số cao trong những kỳ thi sắp tới. Và ngày hôm nay thì mình cũng đến đây và mình cũng xin phép là xin chị My một số quyển sổ hồng để về nhà ôn tập. Mình xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người sẽ có một ngày thật là vui với cả Mono, với cả Wendy và Fancy.